Xin chào cả nhà, kênh Ghiền Nấu Ăn xin mời cả nhà cùng nấu món súp chay nha. Nguyên liệu để nấu súp chay gồm có một củ sắn lớn cỡ nửa ký, 2 trái bắp Mỹ, 1 củ cà rốt, 100g đậu que, 100g nấm kim châm, 100g nấm đông cô tươi, 15g nấm tuyết khô ngâm nở và 50g hạt sen tươi cùng với một ít ngò rí. Củ sắn thì em sẽ đem cắt lát như thế này để một lát nữa mình đem đi nấu nước lèo súp chay. Với 2 trái bắp Mỹ thì một trái em sẽ đem cắt khoanh, trái còn lại thì mình sẽ tách lấy phần hạt. Và sau khi tách hạt bắp ra rồi thì cả nhà nhớ giữ lại phần cùi bắp này để mình tận dụng mình nấu nước lèo súp chay nha. Với một củ cà rốt thì em sẽ chia ra làm hai phần bằng nhau. Một nửa củ thì em sẽ cắt lát, nếu thích thì cả nhà cũng có thể tỉa hoa cho đẹp. Và nửa củ cà rốt còn lại thì mình sẽ đem cắt hạt lựu. Những cây nấm kim châm sẽ hơi dài một chút xíu, cho nên trước khi đem đi chế biến cả nhà có thể cắt đôi cho cây nấm ngắn lại nha. Và đậu que em cũng đem cắt hạt lựu luôn. Đối với nấm đông cô tươi thì em sẽ tách riêng phần mũ nấm và phần chân nấm. Bước đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị phần nước lèo cho món súp chay trước. Em sẽ cho củ sắn, bắp Mỹ, hạt sen tươi, nấm đông cô tươi và cà rốt vào trong nồi. Và em cho tiếp vào đây là 2 lít nước. Bây giờ cả nhà sẽ đậy kín nắp lại và mình sẽ nấu nước lèo này trong vòng từ 40 cho đến 45 phút để các nguyên liệu của mình được ra hết nước ngọt cũng như là hạt sen của mình được mềm ngon. Sau 45 phút nấu thì phần nước lèo này đã rất ngọt và cũng rất thơm nữa cả nhà. Bây giờ em sẽ vớt hết các loại rau củ ra. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành nấu súp chay. Em sẽ cho phần nước lèo mình vừa nấu lúc nãy vào trong nồi. Em cũng giữ lại phần hạt sen đã nấu chín em cho vào đây luôn. Rồi em cho tiếp cà rốt, cắt hạt lựu và hạt bắp Mỹ vào. Bây giờ mình sẽ nấu cho nồi súp chay sôi lên. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi lên như thế này thì em sẽ cho tiếp phần đậu que, cắt hạt lựu cùng với nấm tuyết vào. Và mình sẽ đợi cho nồi súp sôi trở lại một lần nữa nha. Và khi nồi súp chay sôi trở lại lần thứ hai thì bây giờ cả nhà sẽ hạ lửa ở mức trung bình. Mình sẽ nấu sôi liu riu trong vòng 2 phút để tất cả các nguyên liệu mà mình vừa cho vào lúc nãy được chín. Trong thời gian chờ đợi thì em sẽ dùng một muỗng ăn canh bột bắp. Em cho vào đây là 2 muỗng ăn canh nước để mình hòa cho bột bắp được tan ra. Và một lát nữa mình sẽ dùng hỗn hợp nước pha với bột bắp này để mình làm cho súp được sánh đặc hơn đó cả nhà. Khi nấu các loại súp, để tạo độ sánh đặc cho món súp thì cả nhà nên dùng bột bắp tốt hơn là mình dùng bột năng nha. Bởi vì khi dùng bột bắp thì súp của mình sẽ giữ được độ sánh đặc rất là lâu. Cho dù là khi súp nguội đi chăng nữa thì súp vẫn còn độ sánh chứ không bị loãng ra. Còn trường hợp cả nhà dùng bột năng thì súp của mình chỉ cần nguội một chút xíu thôi là sẽ bị loãng ra liền. Hoặc là khi mà mình múc mình khuấy đảo nhiều lần thì đối với bột bắp thì súp vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, đó là vẫn sánh đặc. Nhưng riêng đối với bột năng thì sẽ bị chảy ra liền, là súp sẽ lỏng ra liền. Rồi bây giờ nồi súp chay của mình đã gần được rồi đây cả nhà. Tiếp theo thì em sẽ cho nấm kim châm vào. Về phần gia vị cho món súp chay thì em sẽ nêm vào đây là một muỗng cà phê muối, nửa muỗng ăn canh hạt nêm chay và 1/3 muỗng ăn canh đường. Lượng đường cả nhà lưu ý là mình cho vào ít thôi nha, không cần nhiều lắm đâu cả nhà. Bởi vì các nguyên liệu trong món súp chay này là đã cho được cái vị ngọt rất là tự nhiên rồi, cho nên cả nhà không cần phải dùng đường quá nhiều đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đợi cho nồi súp sôi trở lại một lần nữa nha. Sau cùng thì em sẽ cho hỗn hợp nước pha với bột bắp vào. Mình vừa cho mình vừa khuấy đều như thế này để phần bột bắp được tan hết và không bị đóng cục. Và bây giờ cả nhà chỉ cần đợi cho nồi súp chay sôi dạo trở lại một lần nữa cho cái phần bột bắp được chín nè.
Khi nước súp chuyển màu trắng rong như thế này là bột bắp đã chín rồi đó cả nhà. Thì cả nhà có thể nêm nếm lại. Đồng thời cả nhà cũng có thể kiểm tra xem là độ sánh đặc của súp như thế này là đã vừa ý chưa nha. Nếu cả nhà muốn súp của mình đặc hơn một chút nữa thì cả nhà cũng có thể cho thêm lượng bột bắp vào. Còn nếu thích súp chay của mình hơi loãng hơn một chút thì cả nhà giảm lượng bột bắp lại cũng được nha. Em sẽ múc một chén súp chay ra để mời cả nhà nha. Rồi bây giờ em cho tiếp vào trong chén súp chay này là chút xíu nước tương cho thơm nè. Và phải có thêm một chút dầu mè nữa nha cả nhà. Thêm ngò rí cắt nhỏ. Và thêm một chút tiêu nữa cho thơm. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong một chén súp chay rồi đó cả nhà. Bốn loại gia vị mà cho vào sau cùng khi mà mình hoàn thành một chén súp chay như thế này rất là quan trọng nha cả nhà. Đây là bốn gia vị mà làm nên hương vị đặc trưng của món súp chay. Cho dù là cả nhà nấu súp bằng nguyên liệu gì nè, rồi mình nấu ngon như thế nào, nhưng mà cho đến bước cuối cùng mà mình thiếu một chút xíu nước tương, thiếu một chút xíu dầu mè, rồi thiếu một chút vị thơm của ngò, một chút cay thơm của tiêu là sẽ không tròn vị của một chén súp chay. Cho nên bốn nguyên liệu này là làm nên hương vị rất đặc trưng của món súp luôn, không những là súp chay mà cả những món súp khác cũng vậy nữa nha cả nhà. Và chén súp mình hoàn thành như thế này là để ăn liền. Còn trường hợp cả nhà nấu súp chay ra để mình đãi tiệc nè, đãi khách nè, thì cả nhà có thể trang trí theo một số cách như sau nha. Cách thứ nhất, cả nhà có thể quan sát thấy là mình làm duyên làm dáng với một miếng cà rốt chính giữa, rồi xung quanh mình để thêm một ít lá ngò nè cả nhà. Thì tới đây là cả nhà sẽ hiểu lý do là tại sao mà ban đầu em có nói là đối với cà rốt thì cả nhà có thể cắt lát hoặc nếu thích cả nhà có thể tỉa hoa đó. Thì mình vừa nấu cho nước lèo ngọt mà mình vừa giữ lại để mình trang trí như thế này cho đẹp nha. Hoặc là cả nhà có thể dùng phần mũ nấm đông cô tươi nè, mình cho vào chính giữa chén súp mình trang trí như thế này cũng được nữa nè. Và phần nấm đông cô này ăn cũng rất ngon nha cả nhà, rất là giòn. Và sau cùng thì cả nhà có thể tận dụng lại những cái khoanh bắp đó, mình lấy những cái hạt bắp ra rồi mình trang trí như thế này, nhìn cũng dễ thương phải không cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video và em mến chúc cả nhà nấu món súp chay thành công.